tôi là con gái thứ trưởng han ban xúc tôi tên là han aron đứa bé mà ba tôi đề cập đến trong buổi chất vấn hôm đó chính là đứa con gái của tôi thưa ba thưa mẹ đây là địa chỉ trên mạng của con xin ba mẹ hãy đọc những gì con viết trên đó adam à adam mà, chị à thôi à. à mình ơi mình ơi sao lại ông nhìn thử cái này coi nó đang lên cái gì vậy nè đăng trên mạng sao chị gu con đem máy tính lại đây dạ tôi từng yêu một người đàn ông và từng có anh ta như mạng sống của mình nhưng mà giờ tôi đã không còn yêu người ấy như lúc đó nữa và tôi cũng không thể kết hôn với anh ta được tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng khoảnh khắc khi nghe tiếng tim đập của đứa bé tôi biết là bản thân mình đã không còn lựa chọn nào khác à chuyện à, chuyện chuyện này là sao hả mình chị ngu à như vậy là tất cả mọi người đều đọc được sao hả à, chị ấy đã viết sự thật rồi mẹ Kết quả đó Tất nhiên tôi đã khiến cho ba mẹ tôi rất đau lòng Và khiến cho ba mẹ của tôi Phải nói dối và bị chỉ trích Còn khiến cho công ty bị ép phải mang tiếng xấu Hôm nay từ tận đáy lòng Tôi xin tạ lỗi vì đã lừa dối mọi người Nếu chị không kết hôn mà có con lại là tội Thì tôi xin tự nguyện chịu mọi trừng phạt Mà mọi người dành cho tôi Nhưng mà tôi xin tất cả mọi người hãy hiểu cho ba tôi một người cha chỉ muốn bảo vệ con gái mình bằng tất cả mọi cách <laughs> à. ôi trời ơi cái gì mà y như phim á Sao mấy chuyện này xảy ra ờ. được vậy Ờ phải đó Cái ông hành Banh Xuất này thật là dĩ đại quá Bị con gái làm cho xấu mặt rồi Phải đó Vì con cái mà cuối đời còn bị mang tiếng Thật tội nghiệp ờ. mà. Ôi, Trời ơi có kìa Ôi, Nhìn kìa Tụi anh nhân bị lừa rồi Ông Hành Banh Xuất từ chức đi Mẹ đơn thân với con ngoài giá thấu cái nào xấu hơn vậy Dạy con mình mà cũng không xong Thì đúng là chẳng giỏi gian gì rồi Không biết cậu đã xem mấy tin này chưa Đây nè Tôi là mẹ đơn thân Lời thú nhận của cô con gái thứ trưởng Hanh Ban Xúc Đứa con ngoài giá thú của thứ trưởng Hanh Ban Xúc Thì ra là con phố cô con gái Tại sao lại Đảo ngược lời thú nhận của Thứ trưởng Han Ban Xúc Anh ta có cả đứa con rồi mà vẫn kết hôn với mình sao? Thôi bao quý khách vừa gọi thì không liên lạc được Tôi đi Trốn tránh điện thoại của tôi như vậy xem ra đứa nhỏ nổi tiếng đó đúng là con của anh rồi ha chuyện giữa chúng ta chắc chắn có kết cục khác rồi tôi sẽ quản lại chuyến bay anh nên dẫn theo luật sư đến gặp tôi đi có lẽ phải sửa đổi một chút trong đơn kiện rồi ôi trời ơi làm sao đi trời ơi ba nó ơi Mẹ à, mẹ cũng đừng lo lắng quá. Có khi ngược lại là chuyện tốt đó mẹ. Mẹ xem có rất nhiều bình luận ủng hộ chị được gửi lên nè. Ồn ào quá, chuyện này thì tốt cái gì mà tốt. Hai đứa con có bận lòng cái chuyện gì đâu. Đang trên bàn ăn mà lớn tiếng cái gì chứ. Ôi. Ôi. Trời ơi, lại là cánh phóng viên nữa rồi. Giờ lại định làm âm mấy đến cỡ nào nữa. trên Woo à, tắt điện thoại của ba đi. Rút cả dây điện thoại bạn ra luôn. Dạ mình ơi giờ phải làm sao đi không phải con bé Hà Rơm nó định không kết hôn với con rể trôi đâu hả ông cản nó đi ông hả người đó nó cưới không được mình à vì người đó vẫn chưa giải quyết xong vụ ly hôn ông đang nói cái gì đó đang kiện tụng đó mẹ mẹ chúng ta bị lừa hết rồi à chị nói có nghe hết rồi mẹ không đâu con đang, con đang nói cái gì vậy? Con rể trôi đang kiện tụng Ý con nói là Con rể trôi đã có vợ rồi sao? Vậy nên chị mới chọn làm như vậy chứ mẹ Ôi trời đất ơi Sao chuyện này lại có thể Ôi kìa kìa Cô Hanna đâu ơi Cô ở đâu? Cô nói gì đi chuyện đó Tâm là sao vậy cô hiện giờ ra sao mà đứa bé là ai sao lại chia tay đúng rồi đó xin nói một lời đi mà cô nói gì đi cô cô hana rơm cô đó, cô nói Phải đi đó. cô hana cô trả lời đi. đi chỉ vì lỗi lầm của tôi mà tôi đã khiến cho ba tôi thành người nói dối tôi thật lòng xin lỗi mọi người vì đã lừa dối mọi người tôi rất tiếc cũng như xin nhận lỗi về bản thân xin lỗi ba mẹ và cảm ơn ba mẹ đã cho phép tôi đưa sự thật ra ngoài ánh sáng tôi xin lỗi rất nhiều nhưng vì đứa bé xin mọi người hãy hiểu đừng hỏi về cuộc sống cá nhân của riêng tôi thêm nữa xin mọi người hãy để cho đứa bé được bình yên xin lỗi mọi người thành thật xin lỗi ờ, cô, ừ, cô, à? À? cô à xin à? lỗi cô đi mà hãy đuổi họ đi về thêm đi

Sao? Em mau nói đi. Ừ. Chuyện gì? Chuyện em không thể nói rõ trên mạng đó. Chuyện mà em không thể trả lời trước mặt cánh phóng viên. Anh sẽ nghe tất cả, miễn phí luôn. Thôi được rồi. Cười tươi vậy xem ra cũng còn chưa bị hay sao hả? Anh nói tôi đừng khóc mà. Cái gì? Em nghe lời anh sao? <laughs> tôi đã hứa với Tiffany rồi. Tôi sẽ không khóc nữa. Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó Thấy tôi tội nghiệp lắm sao Không đâu Là khâm phục Làm tốt lắm Rất tuyệt vời Hannah Rơm Cảm ơn anh Nhờ có anh Tôi mới có can đảm đó Thật không Vậy là anh đã giúp em đó hả Một chút này thôi <cười> <cười> Tôi đi đây <laughs> Bây giờ em có thể nói được chưa? Lời thật lòng Anh rất muốn nghe Giờ dù em có nói không anh cũng sẽ không tin đâu Nhưng dù sao lời từ chính miệng em Anh sẽ rất muốn nghe Thôi được rồi Nếu chị này có thể thay lời xin lỗi Vậy thì Em sẽ nói ra hết Em Đã thích trưởng phòng lâu rồi Em đã rung động Em không ghét gì anh quan tâm Em gây nhiều lỗi lầm Em toàn chọc tức trưởng phòng như vậy Mà trưởng phòng vẫn cứ lãng giảng bên cạnh em giúp đỡ em Tuy tính cách cũng có phần quá dị một chút Em đã nghĩ vậy đó gì mà quái gì chứ Không có đâu <laughs> Em cũng tò mò lắm chứ Chỉ là Em nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được Anh đã cướp đi Trái tim em lúc nào Em lúc nào cũng Chú ý đến anh và cũng muốn gặp anh hết Rồi dần dần Em cảm nhận Được sự ấm áp cho nỗi cô đơn của dòng tay trưởng phòng. Dù em biết. Thôi được rồi, được rồi mà được rồi, dừng lại đi thôi. <laughs> Nhưng mà nè, em nói rồi mà, em không thể đến với trưởng phòng, bởi vì em, bởi vì, vì em thích trưởng phòng rất nhiều em không thích gì em mà trưởng phòng phải chịu mệt mỏi hay đau khổ em không tại em đó anh nói rồi mà em mà còn lấy cớ này cớ kia vô lý để gạt anh nữa thì anh sẽ không để yên đâu anh sẽ chịu trách nhiệm <laughs> em hãy tin anh một lần đi hana là mẹ đứa nhỏ sao ta <laughs> đây là sự thật hay sao trời hả không phải tôi đang nằm mơ có đúng không hả Đ... nhưng nếu vậy từ lúc cô ấy vào công ty thì cô ấy đã gạt chúng ta rồi sao mà cô ấy có thể gạt mọi người như vậy được cô ấy đúng là đáng sợ mà Trời đất ơi lừa gạt cái gì chứ Chẳng ai hỏi tự dưng lại đi nói với người ta Tôi là mẹ đứa bé này hay sao hả Gì đây là bạn bè nên giờ bên nhau hả Ít nhất thì cũng phải Cởi mở với lại đồng nghiệp chứ Cho chúng ta hiểu không Tại sao Sao mà cô ấy nói với tụi mình được chứ Không phải cô ấy làm ba mình tự nhận đó là con ngoài giá thú hay sao hey, Là tôi chắc tôi sống không nổi gì có lỗi mất Dù sao thì Hanarum cũng là một cô gái đáng thương Hanarum cũng quá tội nghiệp rồi còn gì Ôi trời ơi Mình mà là Hanarum chắc là mình sẽ không chịu nổi cú sốc này mất thôi à <laughs> chào buổi sáng mọi người, chúc một ngày vui vẻ. Chào, chào buổi sáng Rơm <laughs> Cô Rơm bài đăng ở trên mạng hôm nay là sự thật hả? Cô là mẹ của đứa bé đó thật sao? <laughs> ừ, đúng là vậy đó. <laughs> Ôi trời, làm sao mà thời gian qua cô có thể giả làm một thiếu nữ như vậy được hả? <laughs> Tôi xin lỗi vì không thể nói sớm cho mọi người. Cũng một phần chuyện này là chuyện tế nhị. Không, không, không có gì, không có gì. Giờ nói ra được cũng phải can đẳng lắm chứ bộ. Ờ, ừ, thiệt là. Mà, đứa nhỏ được mấy tuổi rồi? Cũng gần một tuổi rồi. Cảm ơn anh nhiều đội trưởng. Con gái hay là con trai vậy? Con gái mà nhìn y như con trai. <laughs> làm sao đây? đây lại phải ngược lại mới đúng chứ. À, nhưng mà, rất đáng tiếc là con bé không giống tôi chút nào hết. vẻ ngoài của nó có chút thiếu thiếu. À, vậy không phải quá giống rồi sao? <cười> <cười> thôi đi, thôi đi. mọi người nói chuyện tào lao đi ha. Chuẩn bị làm việc thôi, nhanh lên. Về vị trí, nhanh lên. Đi. ra đây với mình Nè, giờ cậu tính sao đi Cậu biết sáng nay mình lên mạng xem Mà bị giật mình cỡ nào không Mình xin lỗi Mình cũng định nói với cậu rồi Không, cậu đã nói sẽ kết hôn với Philip mà Mà sao tự nhiên lại trở thành như vậy hả Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi Mình cũng đã quyết định là Không đến với anh ta nữa Ý mình là không kết hôn Sao tự nhiên lại vậy Không phải tự nhiên đâu Mình cũng đã rất rối rắm mức tinh thần trong một thời gian Cuối cùng mình nhận ra không yêu người đó Không muốn ở bên cạnh Nè ý của cậu muốn nói là Cậu đừng có hỏi thêm gì nữa Giờ mình không muốn nói đến chuyện đó Để sau này Sau này mình sẽ kể hết cho cậu Mà dù có vậy đi chăng nữa Sao lại thành lình đăng cái đó lên được chứ Không lẽ là vì ba cậu sao không chỉ là vì ba mình không, mà cũng vì Tiffany nữa. Mình phải thẳng thắn vì Tiffany của mình cũng sẽ như vậy. Kể từ giờ mình sẽ không giấu giếm hay gạt ai nữa, mình sẽ công khai tất cả. Dù không có ba, mình cũng sẽ nuôi con bé thật tốt. <cười> <cười> Làm sao cô ta có thể nói ra sự tình như vậy làm lộ cả đứa nhỏ hành động của ta nông nổi như vậy sao nếu vậy Song un cũng sẽ đoán được đứa nhỏ chính là con gái của philip rồi mình đang chờ coi biểu hiện của sông un trưởng phòng ơi trưởng phòng ơi thôi xem rồi xem rồi xem rồi cậu nói gì vậy hannah rơm đã tự thú nhận là mẹ đơn thân chứ gì nữa à, phải đúng rồi à, đúng là chuyện đó à, thật là chuyện đó tính sao đây không lẽ trưởng phòng đã biết trước chuyện đó rồi sao <laughs> Anh đến là hỏi về việc đó hả? À, 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 không không phải cái đó. Chuyện là lúc nãy bên xung quay có gọi tới. Họ nói sẽ ký hợp đồng với công ty Winner chúng ta. Có có thật không đó? À, dạ. Họ tới để đề nghị ký hợp đồng trong tuần luôn. Chúng ta thành công rồi trưởng phòng ơi. <c> tôi <ch> <tuh thông> ừ, phấn khích, tôi phấn khích quá. Wow, tôi phấn khích. Wow. À, thời gian qua cậu đã giấc giả quá nhiều rồi trưởng phòng. Tôi đã nói rồi mà, đã nói là ngôi sao may mắn của tôi đã xuất hiện rồi mà. Trưởng phòng đã nghĩ cho tôi tới mức đó Tôi thật sự cảm động lắm Mà không, sao thư ký tranh lại cảm động vậy Ngôi sao may mắn là tôi <laughs> ừ. Anh nghĩ sao vậy chứ Vậy thì là ai Có đó, ngôi sao may mắn xấu xí Anh đang bận việc gì hay sao à, à, Anh ra ngoài đi, chuyện này để sau hãy nói à, Dạ, anh à. tôi rõ rồi Mới sáng sớm ra đã, đã nhận được tin sốc rồi Anh thấy sao hả chuyện gì là chuyện hanna Adam chuyện cô ấy đã lan rộng trên mạng rồi anh đọc chưa ờ à, chuyện đó <laughs> phản ứng đó là sao chỉ vậy thôi hả gì vậy không lẽ anh đã biết trước hết rồi đúng không <laughs> anh không lẽ biết cô ta như vậy rồi nhưng anh vẫn thích cô ta sao ờ ừ. Anh là người như vậy sao? Mờ mắt trước phụ nữ không biết phân biệt đúng sai đến như vậy đó hả? Hãy dừng lại đi. Anh nghĩ đó chính là tình yêu có đúng không? Anh nghĩ bản thân mình theo chủ nghĩa lãng mạn vĩ đại sao? Làm ơn tỉnh táo lại đi, anh bị điên rồi đó. Han rơm đó, cô ấy dám cùng với người đàn ông khác sinh con cũng chỉ là thứ rẻ tiền thôi. Em cẩn thận lời nói đó. À, anh không muốn lại làm tổn thương em lần nữa. Cứ mặc kệ anh đi được không? Không đâu em sẽ ở cạnh anh chống mắt lên xem xem cái thứ tình yêu ghê tởm đó sẽ đi tới đâu <laughs> dù chắc chắn là điểm cuối đó sẽ là địa ngục thôi <laughs> đúng là điên hết rồi Dạ Công ty loạn lên hết rồi có phải hay không Không tưởng tượng được là Hannah Rome lại hành động như vậy đó Nè sao con không trả lời Song Ung nó nói gì Bất ngờ lắm có đúng không Xin lỗi con đang phải hợp Con cướp máy đi Đừng ai đụng tới mình nữa <laughs> Dám cướp điện thoại trước mình hay sao Ai dạy cho nó cái thói này vậy trời Có tước cũng không được làm như vậy đối với mình chứ Hay là song un cái thằng này Đừng nói nó lại làm cái gì nữa rồi đó Nè con Chuyện người đàn ông lần trước Xuất hiện ở buổi họp báo đó Hôm nay tràn lên tivi luôn rồi nè Trời đất ơi Đứa nhỏ ở bên ngoài đó không phải là con của ông ta đâu mà là của con gái ông ta. Chồng thì chưa có mà con lại đẻ rồi. Ông này dai con sao không biết nữa. Đúng là hư hỏng. Tình cho con này đầy nước mắt đó chứ. <laughs> không biết cái ông bà đó suy sụp vì con cỡ nào. Cái câu bà mẹ có con chính là tội nhân đúng quá mà. Vì che đậy cho con mà ông ta phải tự nhận là có con ngoài giá thú có kêu ông ta không mặc quần áo đứng giữa ngã tư á thì ông ta cũng làm chứ nói làm gì mấy chuyện này <laughs> mẹ đưa tội cho con đi con cất cho trời ơi có nhất thiết phải làm mẹ mất hứng vậy không chứ nhỏ này nè nè mẹ có chết cũng đừng có hối hận lúc còn sống cứ gai ốc vậy đi nha Đã làm mẹ một con rồi mà không biết xấu hổ động vào đàn ông của người khác hả? Động vào đàn ông sao? <laughs> Ánh mắt đó là sao vậy? Cô nghĩ mình đã làm tốt hả? Cô tự biết mình là ai đi. Có còn những người đàn ông khác rồi thì tự biết mà tránh xa ra. Cô không hiểu ý tôi nói sao? Đừng nói nữa tôi biết nên làm gì. Tôi nghĩ bảo tôi làm cái này làm cái kia không phải là việc của luật sư. Còn nữa sự việc lần này tôi với trưởng phòng cho Song Un không có một chút. cô vẫn còn tự tin vậy đó hả sao đưa đứa con mình ra để hồng nhận được sự thương hại hay sao mong cô đừng tùy tiện nói về con tôi cái gì tôi hiểu tâm trạng của cô nhưng lần sau nếu còn cư xử ưng ảnh với tôi thì tôi sẽ không để yên đâu Thú nhận đứa con ngoài giá thú của thứ trưởng Hành Văn Xuất Là để che giấu chuyện con gái của mình là mẹ đơn thân Ngồi đi Sao hả Con biết trước rồi hả Dạ Cái gì Con biết là người ta đã có con rồi Mà vẫn bướng bỉnh nhảy vào thích sao Dạ <laughs> Cái thằng điên này Vậy tại sao còn đòi kết hôn hả Mà đứa bé đó là Là Philip có đúng không Cả điều đó con biết mà vẫn để bắt tôi cô gái đó Con có điên hay không vậy Con xin lỗi ba Xin lỗi sao Hôm nay tôi sẽ giết cậu đó Ô, ô, chủ tịch à, xin ra ngoài bình tĩnh, là vậy không được đó mà Chủ tịch Thư ký trang ra ngoài đi, tôi đáng bị ba tôi chủ đánh mà à. không được, cái thằng kia, cậu bị điên thì rồi Cậu bị điên rồi mới làm như vậy đó thằng Chủ tịch à Nếu như đánh con xong mà ba cảm thấy trong lòng hả giận Thì ba đánh bao nhiêu, à, con cứ nhận thằng, Chủ tịch, chủ tịch à, bình tĩnh Ra ngoài Ra ngoài đi Cậu ra ngoài đi, ông lên, ông lên đi Nhanh lên đi, ra ngoài Dạ không đúng người mình cần đánh là người khác nó là con của mình mà nhưng sao nó lại trời ơi thật là nhưng mà cái người đang một bà trên mạng đó thật là cháu của bà chủ chứ làm sao Trời ơi con nhỏ đó thiệt Muốn lật tung cái nhà này lên bao nhiêu lần nữa Sao chứ còn thấy hoài lắm mà ganh tị ghê Ganh tị hả Nhà trái mà còn đổ xăng thêm nữa à Sau này con mà kiếm được nhiều tiền thì con cũng không kết hôn với ai đâu Mà sinh ra một đứa Tại con không thích đàn ông Con chỉ thích con nít thôi Dễ thương lắm Trời đất ơi Đang nói cái gì vậy hả Sao mà dạo này mấy đứa nhỏ nó ngốc Dễ sợ luôn á à. Sợ gì chứ Đừng có nói mấy cái lời này trước mặt ba mẹ Họ sẽ xỉu đó Chắc chắn luôn <cười> <cười> thì, Thiệt tình Thôi bao quý khách vừa gọi Tắt điện thoại nữa Mình ơi, mẹ Hu Minh Mẹ Hu Minh à mẹ Hu Minh Gì đây anh anh không đi chùa sao Anh 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 đang đợi xe bớt ra bến xe Thì thấy tin của con bé Hanna Cho nên anh lật đật chạy về nè Hỏi cô em có biết tin đó chưa Ê trời ơi giờ còn lấy cớ này cớ nọ Cớ cái gì chứ chuyện hệ trọng như thế này Kêu anh làm sao mà đi chùa được đây Hà Na bây giờ nó sao rồi Sao tự dưng nó kết hôn rồi lại tuyên bố mình là mẹ đơn thân như vậy chứ Em cũng không biết nữa Em cũng đang muốn biết Đang trong tình huống gì đây nè Bây giờ đến chị cũng tắt điện thoại luôn rồi Mà việc này chắc là giải quan được cho anh rể rồi Mọi người không còn hiểu làm chuyện nữa con ngoài giá thú nữa rồi đó Thì đúng là anh vậy Nhưng mà có điều á Bây giờ cả thế giới này đều biết A của chúng ta là mẹ của đứa nhỏ rồi A thì cũng không sao hết Nhưng mà chị của em lòng tự trọng mặt mũi không biết giấu đâu đây tại sao lại giấu mặt mũi đi đâu được chứ anh đứng ở bến xe nghe người ta nói chuyện với nhau rồi ai cũng bên giật A rơm hết đó bên a rơm sao ờ à, thì nhiều người trước khi sinh đứa nhỏ cũng có nhiều người coi trọng sinh con rồi thì bỏ nó nên so với mấy cái người độc ác đó thì nó vẫn còn tốt hơn chứ sao nữa chứ cái gì chỉ còn vậy thôi sao cái gì chứ phụ nữ một mình sinh con như vậy thì cũng có phải là tội chết gì em đâu thiệt là... à nhưng mà cái gì cần cũng xem hết rồi mau đi đi chứ hả đi 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 đâu chứ anh không thấy tiếc tiền mua chuỗi hạt với áo tu cho anh hay sao hả đi chùa đi em gọi cho thầy rồi anh làm ơn đi chùa giùm em ngay đi ôi trời mẹ hôm min à một lần thôi mà em tha cho anh một lần này thôi có được không vậy nghĩ đến em với lại Hu minh là cái chân anh tự nhiên vững vàng ngay đó hay là em tha thứ cho anh một lần này thôi nha tuyệt đối anh sẽ không mơ bậy bạ nữa lãnh lương ra anh sẽ đưa cho em hết tiền luôn ừ trời anh nghĩ là em mới bị lừa một hai ngày hay sao em quá quen với mấy lời nói xạo của anh rồi em quen quá rồi đi mau đi 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 ờ, không có không có lần này thật sự không phải xạo đâu anh viết giấy cam kết nha ờ không không không, không. để anh cắn tay viết quyết thương cho em luôn ha được không à, ơi à, trời. À. Ừ, trời mau viết đi đây nè máu đó máu đó ờ, thôi mà vì đã lừa dối mọi người Tôi rất tiếc cũng như xin nhận lỗi về bản thân Trời ơi cuối cùng con bé cũng đã đưa ra quyết định đó Đứa con gái này quyết tâm lớn dữ hả Mà mẹ của đứa nhỏ này một mình nuôi nó vất vả không biết là bao nhiêu à, Nghĩ đến đứa nhỏ không có ba mà thấy tội nghiệp ghê chứ Chắc là lại gặp phải người đàn ông xấu xa rồi hả Em chỉ thấy là phụ nữ thời nay hiếm người chấp nhận chịu cảnh không chồng một mình nuôi con lắm Ờ à, thì mấy cái đó cũng là tùy hoàn cảnh thôi mà Dù sao mẹ của đứa nhỏ cũng can đảm lắm ha chỉ mong sao đứa bé mau chóng lớn nhanh và đừng bị tổn thương là được rồi. ơi, à, ê, cô khóc hả? À, khóc cái gì, ai thèm khóc? Có gì ba giờ mắt mới dậy thôi. À, trời, 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 trời. À, dù sao thì con nhỏ đó có bình thường gì đâu chứ. Lần trước á, xem bộ phim buồn tới não ruột luôn mà nó cứ trơ trơ ra Còn giờ mới gì nói cái tin này cái tự nhiên cái khóc là sao đây trời. Em nói rồi, nó như cái kiểu 8D vậy đó. Ơ à, trời ơi, ghê quá. Có chuyện gì với nó không chứ? <laughs> mẹ à Một mình mẹ nuôi con chắc vất vả lắm đúng không <laughs> Con sẽ sống tốt Không để người ta chê là con của mẹ đơn thân Con không biết là tiếng ba đó Trước khi chết có thể gọi được không nữa bà bị đau thì bà đi bệnh viện đi Ai... đến bệnh viện mà chữa được cũng đã đi rồi bà hãy nghĩ đến a rơm đi bà cũng là người mẹ mà nếu như vậy tại sao ông không nghĩ gì đến tôi dùng cái đi sao ông cứ nghĩ đến người khác hoài vậy chứ sao cứ như không có việc gì không biết sợ là gì sao nó dám làm ra cái hành động đó chứ cả đời sau này cứ bị chê cười thì làm sao mà sống đi Tiffany có lớn lên Con bé sẽ bị người ta chỉ trỏ đến khi nào đi Dù có vậy làm sao chúng ta giao a rơm Cho một người không đáng tin đây Chỉ là giấy tờ thôi mà Nói chuyện với con rể cho xong cũng thấy yên lòng Nó sống riêng với nhau cũng trước đó khá lâu rồi còn gì nữa Chỉ là đơn ly hôn không xử lý được Tờ giấy thôi mà có gì gây gớm đâu Tôi còn thấy nhiều việc phức tạp hơn vậy rồi Bà cũng nên Bỏ đi thì tốt hơn Cái đó là tham vọng và cố chấp Cái gì Nó đã bao nhiêu tuổi rồi đó là nghĩa vụ của cuộc sống nó chúng ta chỉ cần bên cạnh theo dõi là được chúng ta đừng can thiệp vào nữa cũng không có lợi cho nhau làm sao mà không can thiệp vào được chứ con mình đang chạy trên dốc núi và đang lao vào lửa mà ông chỉ đứng nhìn thôi sao ông làm ba cái kiểu gì vậy bà nghĩ là tôi không biết sao mình à sự lựa chọn vội vàng của tôi đã vô tình lại đẩy Aram đến kết cục này ngay từ đầu nếu nó làm tốt thì xảy ra cớ sự này sao thành ra vậy rồi biết làm sao à bà đừng lo chuyện kết hôn ra nữa làm a rơm phiền muôn thêm đó chắc chắn không bỏ cuộc được càng vậy tôi càng phải hối thúc chuyện kết hôn a rơm với con để cho cho xong mới thôi trời ơi cái bà này nó không thể sống một mình cả đời ông à không thể để tương lai con bé đi đâu cũng bị dính tới cái danh bà mẹ đơn thân không chồng được làm gì gặp được người nào chịu chung sống với nó chứ có ba mẹ nào chịu để con mình bị lâm vào cảnh như vậy không có người đàn ông nào chịu nuôi con của người khác và vợ mình không cũng không phải là đứa nhỏ không có ba có đầy đủ mà làm thế nào cũng phải để cho nó sống tu à, mà làm ơn dừng lại đi cứ để à rơm nó tự lo liệu ha Alo Gặp nhau một lát đi Ở trước công ty của em Được Tôi biết rồi Tại sao em lại hấp tấp như vậy chứ Sao không bàn trước danh một tiếng mà đã tự làm rồi Bàn bạc bà, Có gì phải bàn bạc bà với anh sao Em không nghĩ cho anh hay sao Việc này hoàn toàn liên quan tới anh đó Sao Tất cả tại tôi Mà việc kiện tụng của anh có vấn đề thì sao Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu Vậy sao này Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa Tôi đến để trả cho anh cái này Ý em là sao vậy Em thực sự muốn kết thúc hay sao Tiffany của tôi Từ giờ không cần có ba Sau lưng thì lén xác nhận ADN Trước mặt của tôi thì anh lợi dụng Tiffany Khiến cho tôi phải siêu lòng Bây giờ anh Không có tư cách làm ba nữa đâu Vậy còn em thì sao Em nghĩ mình có tư cách hay sao Anh nói gì Em nói là em nghĩ cho Fanny. Em không hề nghĩ đến tương lai con bé Đi đăng mấy lời đó lên theo ý của mình Sau này nó lớn lên sẽ được khen tặng Hay là nó có tự hào gì không Khi mà một người mẹ Vì tham vọng mà đẩy ba rời xa nó Anh nói tham vọng sao ngay từ đầu chẳng phải em luôn tìm cách thoát khỏi anh hay sao? Chuyện vợ cũ có là gì? Em chuẩn bị hết mọi thứ chờ đúng thời điểm thích hợp thì tung ra. Chuyện em làm cứ như là em đã chờ đợi từ lâu lợi dụng chuyện ba của em để anh ra ngoài mà thôi. <laughs> em nhớ lấy. Anh không để em đến với anh ta được. Không đâu. Không bao giờ.